Còn một cuồng nộ của bạn ấy vẫn cất dành để cho rồng áp sâu vào khu phía trong. Bựa nhất là mấy cái Tesla cắm ở ngoài này các bạn này. Vâng, 44% và ở Titan 2 cho mình xin 6 cúp, quá ngon luôn. Hello, xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một thanh niên đánh tha hồn 9 huyền thoại. Đây rồi, mobile của người chơi này chơi là khá ổn áp các bạn. Chả bằng mấy mùa gần đây bạn ấy toàn bay huyền thoại thôi. Nói chung là uy tín các bạn. Đây, một mobile cực kỳ ngon nghề. Mà anh em xem không? Vâng, nó thủ ảo lắm. Vâng, nó thủ ảo lắm. Vâng, rồng điện 2 đánh còn không nát đấy các bạn này. Đấy. Và đường link của mobile mình chắc chắn là sẽ luôn chia sẻ cho anh em phần mô tả video. Các bạn thoải mái bấm vào copy về sử dụng nha. Vâng, một mẫu bay tha hồn 9. Vâng, rồng điện 2 đánh không nát. Vâng, đây tôi nói cho anh em xem luôn này. Đây, nói có sách mách có chứng. Và đường link của mẫu bay chắc chắn là vẫn luôn ở trong phần mô tả video. Anh em thoải mái bấm vào copy về sử dụng nha. Và mình cập nhật rất nhiều những video về update trong thời gian gần đây. Thì anh em nhớ bấm vào follow, đăng ký, theo dõi các kiểu để không bỏ lỡ bất kỳ những thông tin nóng hổi nào của Clash of Clans nha. Rồi, vâng, thanh niên, vâng, đánh rồng điện nhà chính tha hồn 11. Mà vâng, có vẻ lặn tăn quá. Vâng, gặp cái bay này khó quá, gặp ông Việt Nam bay này khó quá. Ông Dragon này đánh không nổi rồi. Vãi đạn luôn, uy tín luôn này. Đâu, vâng, thanh niên ngầm lâu thế. Úi giời, có lẽ có con em nó ngồi bên rồi, không dám thả rồi. Ok, đấy, vâng, rồng điện, rồng điếc các kiểu nha. Ăn kho ăn khiếp nha. Rồi, hai rồng điện hai bên, vâng, cắt rất là bài bản, xong luôn. Cắt là hẹo luôn một rồng. Rồi, hẹo thì lại đầu tư thêm rồng nữa. Chất chơi mà. Vâng, rồng điện 2 là mắc ở nhà chính tao hơn 11 rồi các bạn nha. Ôi, hay đấy. Đang thành niên được. Rồi, dồn rồng điện ở trên kia. Ôi, vãi đạn luôn thật. Đây, rồng điện 2 tao hơn 11 đánh nhà chính cấp 9. 99%, á, quá uy tín luôn. Đây, rồi rồi. Hết đạn rồi. Tiếp tục là còn 3 rồng nữa. Mà thanh niên đang nghĩ giờ làm thế nào bây giờ? Chơi kiểu gì bây giờ? Rồi, uy tín luôn bạn ơi. Rồi, rồng điện vào đây, quản giáo các kiểu. Lên đồ. Và như vậy chúng ta thủ là rồng điện trong turn này. Đã có một pha cuồng nộ đầy cho đại quân rồi. Xong, rồng thủ nhà đã tạch lô. Giờ này thì không ngại gì quả Elephant nữa. Ba rồng đang quất cho những người thanh niên kinh đang thi đấu ở trên kia. Ghê thật sự luôn các bạn ạ. Ui dồi ôi, gồng cho đại quản giáo để cái X-Bow bắn không hẹo. Uy tín luôn. Rồi, kinh đẳng cấp đấy. Trên này rồng điện vẫn đang đốt. Như vậy là đây, rồng điện 2 nhà chính tha hồn 11 đánh một người chơi nhà chính tha hồn 9 không nát. Vâng, đấy, nói có sách mách có chứng, anh em phải xem như thế này thì các bạn mới thấy được sự uy tín đến từ mẫu bay của thanh niên Quốc VN. Rồi, hai rồng rồi. Cày lắm, đau lắm. Vâng, xin giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là mình đây, Akari, Clash with Akari. Đây, anh em lên Facebook tìm kiếm từ khóa Clash with Akari hoặc là bài đăng mình cũng đã để ở trong phần mô tả video rồi. Thì hôm nay mình sẽ bắt đầu live stream ở trên cái fanpage mới của mình các bạn nhé. Vâng, mới toanh thành toành luôn đấy các bạn này. Đây, tối nay 8 giờ chúng ta sẽ có trận đánh giữa AE Việt World với cả là Haraja for You Afghanistan chuỗi win 5. Đây, thì mình đã lên lịch cái buổi live stream này rồi. Anh em nào mà chưa biết thì hãy lên follow cái fanpage này của mình. Bởi vì từ giờ trở đi mình sẽ live stream ở Facebook bằng cái fanpage này, Clash with Akari anh em nhé. Và mình không quên các bạn ở Facebook đâu, anh em yên tâm, đầy đủ luôn. Và tối nay thì sẽ có một video 7 giờ về update, 8 giờ chúng ta sẽ đánh live stream. Ok, tất cả anh em cùng thành công nhá. Ok, tiếp theo chúng ta cùng đến với một thanh niên tha hơn 7 đánh với cả rồng, với cả set à. Uy tín nhỉ. Để xem. Bạn ấy đang là cao thủ 2 mà gặp huyền thoại. Ôi dồi ôi, cái này thì phải cỡ 59 cúp nằm đấy.
Ui, cao thủ 2 mà vẫn bế được ông huyền thoại luôn á. Ôi rồi, càng thấy nhỉ. Đâu rồi, như vậy là đang cắt rồng cực kỳ từ tốn. Nhanh miên này đặt bẫy những ông thần tà hồn bảy trồn lắm. Không phải thấy cứ ngon là nheo nhao vào đâu, Tesla bố trí ở ngoài, bom đen cũng thế. Ôi trời ơi. Tiếp tục nào. Thanh niên này chỉ có rải khu vực loanh quanh thôi, chứ bây giờ cũng không thể mà nhoi vào được, bởi vì nhà chính đặt rất sâu khu phía trong. Hai cái thổi gió nó thổi hai hướng khác nhau. X-Bow cũng kẹp cắt góc này. Bố trí những thanh niên có tầm xa đưa hết cả ra ngoài đây. Úi trời ơi, căng lắm, căng lắm. Chiến như thế nào đây nữa trời. Rồi, uy tín luôn, bây giờ với 30 mấy% rồi, xác định rồi. Tập xác định đến từ thanh niên này rồi bạn ơi. Ok, mình xin cái cúp nha. Và không được cúp nào luôn với nhỏ đấy các bạn. Nhưng thủ ngon, thủ win không mất là ngon rồi. Ok, thanh niên Titan 3 đến từ một người chơi tha hơn 7 tiếp. Lần này đánh với cả là rồng lớn. Ôi thanh niên thấy nhà này vâng có mồ mả các kiểu đây nhiều, nghĩ là vâng có lẽ không có đến thủ nhà nữa đâu, nhào nhào vào mà chiến thôi. Được tay đây nào. Vâng có tay không bạn ơi. Minion đang vét vét lấy vét để đến từ ai chờ nữa, quăng quật cho là phấn khởi luôn. Trời. Trời ơi. Vâng, như vậy là kinh đã phải gồng rồi. Kinh đã phải gồng nhưng người chơi này vẫn chưa chơi đưa rồng ra chơi, vẫn đang cố gắng vét và vét khắp mọi nơi rồi. Để xem lần này bạn ấy đánh vét ở dưới góc 6 giờ này có thành công không. Và mẫu bay đi dụ để những ông thần tao 6 tao 7 bằng cách đưa nhà mấy cái tài nguyên ra ngoài và bom bay các kiểu cũng đưa ra ngoài hết rồi, không cho lấy một sao luôn, ác thật sự luôn. Quá nhây đến từ thanh niên này. Và mẫu bay như vậy thì anh em phải bay lên hiệu quả và bay nhanh ở huyền thoại được, chứ còn không thì bay chậm lắm. Rồi trong tên này thủ nhà bằng rồng điện, như vậy là còn ba rồng với cả là một cuồng nộ. Bây giờ sẽ thả ở đâu? Thả ở đây thì gặp hai cái e nha. Thả bên này cũng gặp hai cái e nha. Quyết định là dồn đây ở đây. Chỗ này cũng là nguy hiểm chứ. Nhưng mà bây giờ chả ở chỗ nào an toàn trong cái mẫu bầy này nữa cả. Bởi vì chỗ nào vét được phần trăm thì cũng đã thả quân rồi. Còn một cuồng nộ bạn ấy vẫn cất dành để cho rồng áp sâu vào khu phía trong. Bựa nhất là mấy cái Tesla cắm ở ngoài này các bạn này. Vâng, 44% và ở Titan 2 cho mình xin 6 cúp, quá ngon luôn. Tiếp theo là một trận đánh bằng người chơi mắc ở nhà chính ta hơn 9. King Queen 30. Ghê đấy, huyền thoại luôn các bạn nha. Để xem bạn ấy chơi bằng Kirby sẽ tấn công ở đâu. Có combo ảo nhỉ, bay cúp huyền thoại và combo này. Có lẽ đây là một combo đánh chắc 2 sao. Combo đánh chắc 2 sao. Baby sẽ vét và cắt cho Valkyrie nó vào trong. Nhà các dự đoán thế bởi vì người chơi này mang sẵn cả động đất này, với cả là 4 cái ôm bom. Sẽ là một pha diệt rồng điện trước ở khung phía ngoài. Mình đoán thế. Ui, rồng điện vừa đi đồng quyền 5 cái công trình. Úi xồi, uy tín quá. Để xem pha xử lý này sẽ như thế nào đây. Một mình đồng điện chơi luôn á. Ảo thật đấy. Vâng, solo đồng điện với nhau. Tạch. Như vậy là không chơi được đồng điện. Trận này đưa baby ra chơi. Đấy, cái sách chơi baby là mình nghĩ là nó cực kỳ hợp lý. Như vậy là kinh 30 của đội bạn vào nó chơi cho quay cuồng luôn anh em. Vẫn còn cuồng nộ với cả hồi máu cho đám Valkyrie này.
thực sự tí nữa nó vào nó đây nó làm bi thuốc lắc nó quẩy ra thì đúng là nát người các bạn ạ. Ôi giời ơi, nhồi thêm quả cuồng nộ nữa ở đây thì vãi hàng luôn, thật sự là khét này này. Ôi giời, này thì queen của chúng tôi này, đi đâu về đâu, đi đâu về đâu. À, nhìn thế thôi chỉ mới có 5-7% các bạn ạ, không hơn được. Bây giờ thì mắc kẹt hết ở các bức tường rồi. Valkyrie rất khổ luôn. Thanh niên kinh ủi được tường rồi thì máu làm gì còn nữa đâu mà chơi. Ây giời, một mẫu bay cực kỳ hiệu quả cho anh em. Bài cúp huyền thoại nhà chính thao 9. Đường link của mẫu bay chắc chắn được chia sẻ anh em phần mô tả video rồi. Ok, tiếp này. Một trận đánh bằng rồng lớn với cả là Shed. Rồi rồng 4, à rồng 4 là thao 9. Ngang phèo, chiến luôn. Rồi, đập được Queen rồi, đập được Air Defense ở đây luôn. Ghê quá bạn ơi. Tôi sợ bạn quá bạn ơi. Rồi, còn một set đập cái thổi gió nhưng mà không thành công. Vâng, đầu tư rất nhiều rồng trong tình huống này và gặp bom hết ở phía dưới. Rồi, rồng điện thủ nhà thì để xem bạn ấy sẽ chơi như thế nào đây. Em Queen thì chưa dám lòi nhòi đâu. Càng lắm đấy nha, càng lắm đấy nha. Tiếp tục cắt nào. Úi giời ơi. Như vậy thì nhà này hẹo chắc rồi còn gì nữa. Thổi gió cả rồng điện đứng nó bảo kê ở đây cho gì. Rồi đập cho một rồng tụt quần rồi. Không áp sát được khu vực nhà chính thì chơi kiểu gì. Đây, chờ thì X-Bow nó vào tầm bắn ở đây nó chơi cho này. Tuet tuet luôn. Vâng, em Queen thì có chạy cánh dọc ở phía dưới này thôi. Và như vậy một mẫu bay thủ nó lại phấn khởi nữa các bạn nha. À, anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ follow, đăng ký các kiểu thấy hay để lại mình like, share, đăng ký kênh. Các bạn nào có những mẫu bay ngon hiệu quả ở những cái combo khác nhau nữa, kể cả bay thủ vua, thì các bạn cứ liên hệ vào fanpage Akari Gaming nha. Thì mình sẽ hỗ trợ các bạn làm về video, mình chia sẻ cho nhiều bạn khán giả khác có những mẫu bay hiệu quả để anh em cùng chơi COC tốt hơn. Tuyệt vời. Đây các bạn, vâng, mẫu bay thủ như thế này thì anh em cứ bay huyền thoại là nhẹ nhàng thôi. Cứ một sao như thế này thì anh em cứ tấn công thật nhiều là nó đỡ không? Vừa một sao mà lại vừa có khiên để đỡ. Trời ơi, easy game luôn. Quá đẳng cấp anh em. Ok các bạn nhá. Hẹn gặp lại tất cả các bạn. Anh em có nhu cầu mua vé vàng này, hoặc là những cái gói ưu đãi này, đây đây, đặc biệt cái gói 4.000 gem này, thì liên hệ ngay Akari Gaming nha. Ok, bye bye các bạn.